Hoàng xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà với cái diện tích là 43m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ thông, hướng đông nam, thông số nhà như sau. Với cái diện tích trên sổ đỏ như vậy, mặt tiền là 5m25, nạp hậu 5m25 và chiều dài 8m13, sổ đỏ vuông vắn, mặt tiền rất là rộng. Rất là nhiều quý khách hàng của em tìm những cái căn mặt tiền rộng như thế này, thì hôm nay mọi người đừng bỏ lỡ nhá. Với cái vị trí là thuộc binh đoàn 12, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cái căn nhà này thì nó rất là gần với lại cây xăng Đại Mỗ ấy mọi người. Ngay cái đoạn giao nhau giữa bên kia là Vạn Phúc, bên này là Đại Mỗ, thì cái căn nhà này nó rất là gần đấy. Xung quanh ngập tràn tiện ích chợ trường phường trạm cho quý vị, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Nam Từ Liêm, đi làm qua khu vực Mỹ Đình. Căn nhà này thì còn gần gì nữa ạ? Gần với trung tâm thương mại Eamon Hà Đông, gần với lại Vincom Megamall, gần với lại Vinhome Smart City, gần với cầu vượt Tây Mỗ. Nói chung rất là phù hợp với quý vị nào đi làm hai khu vực mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Sau đây mời theo em vào khám phá cụ thể của ngôi nhà. Với phần tầng 1 này, cái đường ngõ trong nhà này thì ô tô nhỏ có thể đi qua cửa, hoặc nếu như quý vị nào có xe ô tô nhỏ thì có thể cho vào phía tầng 1 này nhá. Hoặc là ở cái vị trí này thì quý vị có thể, cái này là Ngọc Ánh chia sẻ cái quan điểm cá nhân, là có thể bán hàng online thì quý vị có thể để đặt ở đây làm cái địa điểm giao hàng, lấy hàng cũng rất là hợp lý. Và với cái thiết kế mặt tiền nó siêu là rộng như thế này, 5m25, thiết kế là cửa cuốn nữa, rất là hợp lý đúng không ạ? Với cái phần gạch lát nền ở dưới chân Ngọc Ánh ở đây là kích thước gạch 80-80. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thông sàn như thế này thôi, đơn giản để cho quý vị có thể nhìn thực tế đây. Đấy. Và một phòng vệ sinh thôi mọi người ạ. Cái phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 thì chỉ đáp ứng sử dụng ở dưới tầng 1 cho quý vị bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này thì thực tế luôn của nó là ngõ thông, cho nên là xe cộ đi lại rất là tấp nập. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ở đây cho quý vị toàn bộ là gỗ lim. Và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Ngoài đang bước chân từ phía dưới lên tầng 2, tầng 1 đến tầng 2 thì ở đây giới thiệu với mọi người ở đây có một cái ô thoáng từ phía cầu thang của tầng 1 và tầng 2 lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Có một cái ô giếng trời cực kỳ là thoáng để lấy ánh sáng cũng như không khí tự nhiên vào trong ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây, phòng khách và phần phòng bếp. Quý vị nhá, đấy. Phòng khách, phòng bếp thiết kế ở trên tầng 2. Ban công mở hướng ra mặt ngõ. Với cái căn nhà này thì chủ nhà có hoàn thiện cho mình thêm một bộ rèm cửa hai lớp rất là đẹp, hệ thống trần thạch cao chỉnh chu từ phòng bếp ra tới vòng khách. Và với cái căn nhà này thì giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang là 6 tỷ 150 triệu đồng, diện tích 42,5m². Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về vị trí nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhá. Cam đoan với quý vị rằng cái giá chào bán từ Nhà Tốt chào tới tay khách hàng 100% là giá bán từ chủ đầu tư. Đây là phần phòng khách và đây là phần phòng bếp cho mọi người. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp rất là đầy đủ cho quý vị. Đây là cái phần đây, tủ lạnh và phần phòng bếp đây mọi người nhá. Thiết kế toàn bộ là gỗ MDF, chống cong vênh, mối mọt, mặt bếp, ốp đá, granite. Với cái phụ kiện bếp ở đây thì đây mọi người có thể nhìn thực tế. Inox 304 rất là đầy đủ. Với cái phụ kiện bếp rồi là hệ thống ở đây đều là chất liệu inox rất là chắc chắn, dày dặn. Đây mọi người ạ, căn nhà này thì theo như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngõ thông, đường thoáng, hướng đông nam. Đấy, nhìn tổng quan từ phần phòng khách và phần phòng bếp như thế này. Hoặc với cái căn nhà này thì tùy vào cái mục đích sử dụng. Quý vị nào mà không có xe ô tô hoặc là quý vị để xe ô tô ở bên ngoài thì tầng 1 quý vị có thể để làm phòng khách, còn ở trên này thì thiết kế phòng bếp. Cái này thì mục đích tùy công năng sử dụng thôi. Và mời người theo em lên khám phá các tầng 3, 4 và 5 của ngôi nhà nhé. Và tầng 1, tầng 2 thì thiết kế như thế rồi. Tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. Hai phòng ngủ thoáng trước sau, một phòng vệ sinh. Mời người theo em vào phòng ngủ đầu tiên. Với cái không gian căn phòng ngủ này ấy, thì nó có cái cửa sổ chính là cái phần giếng trời mọi người ạ. Đây. Giếng trời mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở phía dưới tầng 2
để lấy vào cái không khí vào các phòng ở phía bên trong phòng ngủ, cho nên mọi người không sợ nó bị bí đâu. Và ở cái phòng ngủ này cũng khá rất là vuông vắn. Đây, đầu chờ bình nóng lạnh, đầu chờ điều hòa chủ nhà đã lắp cho mình rồi. Rồi hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa thông phòng, thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Và đây là phần phòng ngủ thứ hai. Cái phòng ngủ này thì có phần rộng hơn so với phòng ngủ kia. Và cái căn phòng ngủ này thì nó hướng ra phía phần mặt ngõ, có ban công mở được ra bên ngoài, cho nên nó nhìn nó thoáng hơn rất là nhiều quý vị nhá. Đây. Đó, sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao, đầu chờ ống chờ bình, cái này là điều hòa, về lắp luôn được. Đấy. Dễ dàng kê đồ nội thất. Với cái diện tích 42,5 m², căn nhà 5 tầng này thì gần như xây dựng rất là tối ưu công năng sử dụng rồi mọi người ạ. Đáp ứng cho quý vị đầy đủ các công năng sử dụng theo từng đấy. Với cái phần cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Tầng 2 và tầng 3 thì thiết kế giống hệt nhau. Và phòng vệ sinh siêu rộng. Đây, nó có chiều sâu mọi người ạ. Phòng vệ sinh này đây, đầy đủ hệ thống sen cây Hàn Quốc. Ở đây thì Ngói sẽ chia sẻ thêm với cái thiết kế này thì quý vị có thể lắp thêm ở đây cho Ngói luôn. Một cái vách kính tắm rất là hợp lý, riêng biệt, ngăn cách giữa phần bồn cầu và lavabo. Thực ra ấy, với cái nhà vệ sinh thì tùy từng nhà, tùy điều cái khổ đất mọi người ạ. Cho nên là như cái nhà này thì có thể lắp thêm được, còn một số nhà thì không lắp thêm được. Và đây là lavabo. Đây, ở dưới này có cái tủ để đồ cho mình nhé. Mỗi một nhà, mỗi một chủ đầu tư có một cái sự thiết kế nó khác nhau. Toàn bộ những căn nhà Ngọc Ánh đưa tới tay quý khách hàng thì của rất nhiều chủ đầu tư, chứ không phải của một chủ đầu tư duy nhất. Cho nên quý vị xem thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ biết là nó không giống nhau rồi. Đó, và mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Bởi vì tầng 3 của ngôi nhà nó giống hệt như tầng này. Tầng 3 và tầng 4 giống nhau, vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Ngọc Ánh ngồi đây đang là phía tầng 5 của ngôi nhà. Thì như em đã vừa chia sẻ rồi, phải review rất là cụ thể chi tiết cho mọi người đúng không? Đây là ô giếng trời từ phía tầng 5 xuống dưới phía tầng 1 đây. Đấy, và ở trên đây phía tầng 5 là có một cái ô giếng trời cực kỳ là đầy đủ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và cái ô giếng trời này thì phục vụ cái phòng bên trong, nó có đầy đủ ánh sáng, nó không bị bí. Và đây là phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người ạ. Phòng thờ nhưng mà vẫn có đầy đủ cửa sổ vào, rất là thoáng, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Quý vị về mà có muốn lắp thêm cửa thì lắp, còn không thì quý vị để thực tế như thế này thôi. Nó rất là thoáng và phần còn lại sân phơi siêu rộng. Đây. Đây mọi người ạ, đứng từ vị trí căn nhà này. Với cái vị trí này thì nó là thuộc binh đoàn 12 cũ của phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Với căn nhà này nó cách với chợ trường phường Trạm nó khoảng rơi vào tầm 5 đến 700 mét thôi. Giao thông đi lại xung quanh rất là hợp lý, phù hợp với những cái vị trí mà ngoài đã chia sẻ ở ngay đầu video rồi. Với cái diện tích là 42,5 m², hướng nhà là hướng đông nam, diện tích của nó như thế, sổ đỏ đầy đủ, sẵn sàng bàn giao ngay nhà và cũng là sang tên luôn cho quý vị. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.